Bây giờ thì xin mời quý vị cùng trở lại sân khấu với nữ ca sĩ Kha Hồng Nhung. Và xin chào chị Nhung. Chào em. Nãy giờ là chị xuống nghỉ ngơi rồi một lát, hôm nay lát nữa chị sẽ gửi đến những ca khúc là sôi động, quậy banh nóc hay là những giai điệu buồn bóp ballad. À, một bài cũng vui và một bài buồn. Nói chung là cũng không buồn. Không buồn, nói chung Slow là thôi nhưng mà không có buồn. hơi vui, đúng rồi, nhạc hơi vui. Hơi vui. Và hôm nay sao mà hỏi chị là tại sao chị chọn cái phong cách style đồ như vậy? Tại lúc trước em đi hát của chị làm thấy lúc nào cũng là rock. Và Ở hôm trên qua chị em cũng gặp nhau mà chị mặc đồ rất là teen. sân khấu thì khi mà diễn ở mấy club thì không, nhưng mặc đồ sexy nó hơi short chút, nhưng mà ra lên sân khấu thì mình mặc đồ, tại vì cũng có người lớn cho nên mình mặc đồ đàng hoàng chút xíu. Wow. Thì thực sự là khi mà em thấy chị Trân mặc trọng đồ chút hôm xíu. nay là em thấy hơi lạ lạ. À thì ra là chị cũng có một cái idea cũng rất hay vậy. Tại vì em cũng nghĩ là mình hát sân khấu thì mình quay hình, mình mặc đồ cũng không sao. Nhưng mà chị có cái idea về cũng rất là hay vậy. Tại vì khi mà trên Facebook like thì rất là nhiều người trên không phải duy nhất nước Mỹ mà Việt Nam hay là bên Úc và bên Canada cũng đều xem mà. Rất là hay vậy. Bây giờ thì chị Công Nhung sẽ gửi đến là một ca khúc gì đây ạ? Quậy chứ hả? Hay là Bài Giấc mơ tình yêu. Giấc mơ tình yêu. Wow, Giấc mơ tình yêu. Chúng chị cùng đến với giọng hát của nữ ca sĩ Kha Hồng Nhung. Trong ánh nắng vuốt cao như đàn chim về,
trọn đời vui nhé anh. Đừng rời xa giấc mơ, ngàn vì sao lấp lánh sáng soi đôi tình nhân. Mọi sầu đau sẽ qua, còn lại hai chúng ta. Dòng thời gian dĩ vãng cuốn trôi theo làn mây nào. Mình trong tay nắm tay, một tình yêu đắm say. Nguyện cầu mong sẽ mãi xanh đôi anh và em, cùng giấc mơ tuyệt vời. Những bước chân lặng lẽ đã theo phương trời nào. Dẫu trái tim hờ hững sẽ quên tên một người. Trong ánh nắng vươn cao như đàn chim về. Trọn đời vui nhé anh, đừng rời xa giấc mơ. Ngàn vì sao lấp lánh sáng soi đôi tình nhân. Mọi sầu đau sẽ qua, còn lại hai chúng ta. Dòng thời gian dĩ vãng cuốn trôi theo làn mây nào. Mình trong tay nắm tay, một tình yêu đắm say. Nguyện cầu mong sẽ mãi xanh đôi anh và em, cùng giấc mơ tuyệt vời. Giấc mơ tình yêu. Wow, cái khúc cuối. Wow, giọng quá mạnh luôn chị, phiêu quá. Và nãy dụ chị biết không, Phùng Huy là dụ với cái Hồng Nhung đó là album sắp tới là 10 bài thì thôi gửi tặng cho chị mở một bài thôi, không chịu. Trước chương trình là coi cậy hoài, định là nói chị Nhung ơi, hát cái khúc mới đi, không chịu. Nhớ cho chị giữ bí mật để quý vị nào ở Cali thì tháng 3 hay là tháng 4 chị sẽ tổ chức cái live show để ra mắt CD của chị vào đêm ở vũ trường Blue. Chị giữ kín lắm. Hy vọng tháng 3, tháng 4 sẽ quay trở lại đây và sẽ hát những cái khúc khá sôi động của chị. Và trước khi chị Nhung hát tiếp thì có chị Cẩm Hồng Nguyên nói là quá hay, ca sĩ hát quá hay. Rồi chị Nhung hãy cảm ơn chị Cẩm Hồng Nguyên đi ạ. Cảm ơn chị Cẩm Hồng Nguyên. Chương trình dễ thương nhỉ, ai mà khen, ai mà nói khen đẹp, khen hay là cảm ơn liền tai liền. Và Kha Hồng Nhung ơi, em hát hay quá, đó là Huỳnh My Vũ. Và trời ơi, chị Cẩm Hồng Nguyên, chị gửi hoa cho chị rất là nhiều. Huỳnh My, dạ. Huỳnh Mỹ. Huỳnh Mỹ, ai chắc là bạn chị hả? Bạn hả? Chị bạn ở Việt Nam. Wow. Tại vì chương trình của mình không phải riêng mà chỉ ở trong nước mà còn ngoài nước xem rất là nhiều nữa. Và hy vọng sắp tới đây thì chị Kha Hồng Nhung sẽ cùng với Nhung Trung sẽ quay trở lại đây sẽ hát nhiều cái khúc thật hay nữa ạ. Và không biết là chị Kha Hồng Nhung tiếp theo là sẽ quậy không? Quậy khúc với chị Nhung? Bài này cũng hơi quậy. Quậy em thích hất tóc. Đó, như đó. Thích khá là rock nữa nha. Bây giờ thì xin mời chị Kha Hồng Nhung đến với câu tiếp theo ạ. Mỗi người một giấc mơ. Mỗi người giấc mơ. Ủa khoan, tại sao người một giấc mơ? Người đi trong tim nếu vẫn không mơ. Đúng không vậy? Không phải. Không phải hả? Ủa vậy chắc em lộn bài. Lộn bài luôn. Lộn bài hả? Bài này cũng nhạc Hoa mà dịch lời Việt của Khúc Lan. Ồ, Khúc Lan. Xin quý vị cùng đến với giọng hát của nữ sĩ Kha Hồng Nhung. Thank you.
trong thương nhớ nâng trong phim tơ những câu ca mộng mơ. Có một người đã yêu lầm lỡ, môi tình đầu vẫn vương một thuở, khúc nhạc nồng ái ân siêu giấc mơ vàng phiêu lãng. Có một người đã yêu màu tím, đưa một chiều lá rơi chiều mến, cuối đoạn đường cánh chim rồi sẽ xa dần, một chuyện tình sau dễ hát tiếng Anh hả? Trước giờ chỉ nghe là tiếng Việt và tiếng Hoa thôi. Dạ. À, tiếng Anh là chị viết hay là do ai viết hả chị? Khúc Lan. Ồ, Khúc Lan, wow. Lần đầu tiên em mới nghe ca khúc này bằng tiếng Anh nè. Và Phùng Huy rất cảm ơn chị Kha Hồng Nhung cùng với anh Dương Quốc Trung đã nhận lời mời của em tham gia chương trình tối hôm nay ạ. Và trước khi mà chia tay thì chị Kha Hồng Nhung cùng với anh Dương Quốc Trung có lời nào muốn nói với quý vị khán giả của Z Music không ạ? À, chị cảm ơn Z Music đã cho chị cơ hội lên đây để gửi cho tất cả các bạn ở Việt Nam hoặc ở bên Mỹ nghe vui. Dạ. Yeah. Và hy vọng là trong thời gian sắp tới đây khi mà chị ra album thì chị hãy quay trở lại đây và để cùng gửi cho quý vị khán giả những cái khúc thật hay trong album mới của chị được không ạ? Dạ, dạ. Bây giờ thì tới anh Dương Quốc Trung. Dương Quốc Trung cũng vậy. À, cảm ơn anh Trọng Thắng, cảm ơn Huy, cảm ơn tất cả ekip mấy anh quay phim, mấy anh trong đài đã tạo cơ hội cho Trung đứng ở đây nói chuyện với vị nhiều hơn, hát nhiều hơn, gần với vị nhiều hơn. Cảm ơn rất nhiều mà mỗi người một giấc mơ của chị. Thì chúc quý vị tối nay mỗi người cũng có một giấc mơ. Mơ rất đẹp, mơ thấy Dương Quốc Trung và chị Kha Hồng Nhung hát. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Và ước mơ của anh Trung là một điều nhỏ nhoi thú vị, đó là quý vị ủng hộ CD cho anh Trung thật nhiều. Rồi bây giờ xin mời anh Trung hãy nhắc lại số điện thoại 978-968-7499 978-968-7499. Anh Trung đọc nhanh quá vậy. Em lên khấu đọc số điện thoại, đọc chậm từ từ thôi. Anh đọc nhanh 9, quá sao tao biết kìa. 978-968-7499 99, đọc giống như số số lưu tô. Số gì đây, là số ra gì đây, ra con mấy con mấy đây. Tôi rất là vui. Và Phùng Huy cũng xin chúc cho chị Hồng Nhung cùng với anh Dương Quốc Trung thì sẽ nhiều sức khỏe nè, và sẽ có thật nhiều show, và sẽ có nhiều ca khúc mới nữa để quay trở lại với chương trình Z Music và sẽ hát thật nhiều nữa hả? Sao chị Nhung muốn nói gì hả? Chị muốn nói là ngày 29 tây sắp tới nè. Chị có show ở Rosemead, The Year of the Dog. Và chị có show ở Dallas. Oh, Dallas. Dạ. Ngày 4 tây tháng 2. 4 tháng 2. Dạ, tại Dallas, nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương, ngày 4 tháng 2. Chỗ đó em có hát lần rồi. Và cũng rất là vui.
Và nãy giờ chị Nhung có nhắc hai địa điểm sắp tới của chị Nhung sẽ diễn vào tháng này, tháng 1 và tháng 2. Tụi dì hãy nhớ đến ủng hộ cho chị Khâu Nhung ạ. Còn anh Trung thì diễn ở đâu ta? Anh Trung lỡ nhắc luôn đi anh Trung ơi. Chưa nhắc hát mà cứ chào hoài à. Bây giờ không biết nhắc chỗ nào trước mà chỗ nào sau. Và bây giờ quý vị sẽ đón gặp Dung Bùi Trung tại Dallas cũng có, tại Chicago, tại Atlanta. Dạ. Dạ. Florida. Nhắc vài cái trước đi, từ từ quý vị sẽ thấy trên Facebook của Dung Bùi Trung ạ. Dạ. Tại vì quý vị biết sao anh Trung có chào hoài không? Tại vì bây giờ đến giờ anh dễ nấu ăn rồi. Bây giờ nấu ăn cho mọi người ăn rồi, rồi hay chỉ chào nhanh quá. Thôi bây giờ em cho anh chào luôn đó. Bây giờ thì Phụng Huy cùng với Vũ Trung cùng với Công Nhung xin chào và xin hẹn gặp lại. Bye bye.